Siêu nhân xin chào quý vị các bạn ha. Xin chào cả nhà mình nha. Lại một ngày mới. Siêu nhân xin mến chúc cả nhà mình ngày mới luôn luôn được nhiều sức khỏe cả nhà mình ha. Thì hiện bây giờ cả nhà mình thấy trên xe mình đó là 5 bao thức ăn hạt. Trước khi mà vô clip hôm nay thì mình xin nói cả nhà mình như vậy để cả nhà mình nghe rõ và nhẫn nại tiếp thu giùm mình ha. Hôm nay mình đến với trạm anh Khai và chị Anh, nói chung là thăm các bé lần nữa mà mình làm theo ý kiến của Mạnh Thường Quân mình rất là nhiều. Mạnh Thường Quân mình ủng hộ vô cho trạm anh Khai và chị Anh rất là nhiều cả nhà mình ha. Nhưng mà bây giờ là có người thì gửi chuyển khoản rồi, có người thì đang hỏi địa chỉ và có người thì từ nước ngoài chuyển về, đâm ra là những cái số tiền đó mình chưa có thu thập được hết, thì đâm ra như mình xin quyết định là như vậy. Với số tiền là 4.750.000 của chị Yến Nguyệt hay cả nhà mình ha, ở Bà Quẹo, và chuyển khoản qua cho mình 4.750.000, mua 5 bao hạt đó là 2.750.000, còn lại 2 triệu tiền mặt đó là chị Yến Nguyệt này là muốn mình giao trực tiếp số tiền mặt còn lại 2 triệu cho anh chị Khai và chị Anh này, số tiền còn lại 2 triệu là giao đi, là anh chị muốn làm gì thì làm đó ha. Với để cho anh chị bồi dưỡng cơ thể anh chị là vô thêm và các bé hay cả nhà mình ha. Rồi, nói chung là clip hôm còn những phần tiền còn lại, giống như là tất cả các Mạnh Thường Quân mình đã trong sổ mình nhiều, mình đã nhận rồi và chưa nhận, thì là 1-2 ngày nữa thì mình sẽ công khai hết cái số tiền của cả nhà mình ra ha. Nhưng mà mình cũng nói trước với cả nhà mình đó là các bé ở đây còn rất là nhiều chuyện để cho mình cần, giống như là chích ngừa rồi triệt sản, hay là uống thuốc, hay là mua thau chén đồ cho các bé này rất là nhiều. Thì đâm ra là mình làm cái gì là sau khi này mình sẽ công khai với cả nhà mình ha. Và mời cả nhà mình vô cho các bé ăn và thăm các bé cá nhân cho cả nhà mình. Xin mời cả nhà. Rồi đây cả nhà mình ha. Thì trên xe mình là 5 bao thức ăn hạt nha cả nhà mình ha. Thì của chị Nguyễn Thị Yến Nguyệt gửi qua là tổng cộng số tiền là 4 triệu 7 nha cả nhà mình ha. 2 triệu 750 ngàn là mua 5 bao thức ăn hạt này. Còn lại là 2 triệu đồng thì là chị Yến Nguyệt là nói mình là giao tận tay cho anh chị. Mình mua thêm hai này chục mấy chục cái á, thau inox hay thau nhôm gì đây cái nhà mình ha. Thì giờ cái này là mới thì em cho rửa rửa một cái để nó có nhớt cái nhà mình ha. Mình rửa một cái rồi bắt đầu làm hôm nay cho các bé ăn cho nó riêng biệt ra cái nhà mình nè. Thì cái này là nói chung là tổng số tiền chi phí như thế nào mình sẽ thông báo lại cả nhà mình sau nha. Đó. Thì cái này cái tiền thau này thì mình cũng chưa biết bao nhiêu luôn nha cả nhà mình, ăn mấy cái á. Đúng rồi, rửa cho ăn trong đây luôn, với lại thau của mình luôn. Nói chung trong đây đương chưa đủ mua hết rồi, ngoài đó có được có nhiêu đó thôi. Đây, cái thau mới là nó thường thường nó có nhớt. Rồi bây giờ là 2 triệu, 2 triệu ngày hôm qua tiền mặt là anh mua rau củ quả đúng không? 500 cái này, 400, 900, với lại 600 đó, thịt thay nữa, chứ đổi bình ga 400 nữa. Thì mình nói với cái nhà mình ha, mà hôm qua mình đó là mình sơ ý mình quên dặn anh là đừng có mua thức ăn hạt, mà anh không biết là anh đi mua thức ăn hạt nha cả nhà mình ha. Thì anh tưởng là không có đó, anh mua thức ăn ăn hạt thì cái này hết mấy trăm ngàn rồi thôi kệ lỡ rồi. Thì hôm nay mình chở hạt tới rất là nhiều, còn với lại rau củ quả để cho các bé ăn, và một số giống như gan phổi gì hầm làm sao cho ăn. Và còn cái này là mình sẽ nói cả nhà mình ha, có một Mạnh Thường Quân, hồi sáng điện thoại mình đó là ở Biên Hòa, gọi mình đó là muốn muốn tặng cho các bé cái nhà mình ha. Mình đã liên lạc với bạn này và đưa địa chỉ, bạn này thì đã tới tặng cho các bé một số thịt hộp để cho các bé ăn đây. Tặng một số thịt hộp và bao nhiêu gạo đây cái nhà mình ha. Thì đó cả nhà mình thấy là cái gạo này là của một chị ở Biên Hòa, chị Phương á cả nhà mình ha, ở Biên Hòa đem xuống tặng cho các bé, là cũng qua kênh của mình thì thấy các bé tội vậy rồi. Đúng ra thì chị tặng thêm một mớ hạt nữa, chị nói với mình đó là sẽ có một mớ hạt nữa, nhưng mà là đi xe đi sớm quá, công ty hạt chưa mở cửa, đâm ra là chị không có lấy hạt được. Thì bữa nào chị nói là bữa nào chị lên sẽ tặng một mớ hạt. Còn đây là thực tế là các bé đang nằm ngoài nắng thì sáng sáng cả nhà mình thấy rõ ha. Rồi con kia cục bú bự dữ vậy. Vậy là hai bé có bú à? Trời ơi, đây con bé có bú nữa nè cái nhà mình, anh kia ngọn tre lại. Đó, thì mình cũng nói cả nhà mình ha, các bé ở đây ốm là sự thật. Rồi còn còn về mà cái số tiền mà của Mạnh Thường Quân mình ủng hộ vô á, thì á là mình sẽ có cách giải quyết, nhưng mà mình nói với cả nhà mình ha. Bây giờ là tạm thời gạo có nè, thịt đồ ăn có nè, thức ăn hạt có nè.
số tiền thì bây giờ là mình cũng chưa có nhận đủ, giống như là cả nhà mình đã nói là hỏi địa chỉ và số điện thoại hoặc là số tài khoản để chuyển về cho phụ cho anh chị nuôi các bé, nhưng mà có một số thì mình nhận rồi, còn một số thì mình chưa nhận, đâm ra là mình cũng chưa biết là số tiền là bao nhiêu và nó tổng thể như thế nào. Thì clip hôm nay mình chưa có công khai về cái phần đó cả nhà mình ha. Cả nhà mình cũng nén lòng đợi mình nha, thì mình làm xong hết rồi, cụ thể rồi mình sẽ thông báo với cả nhà mình là số tiền của ai bao nhiêu, như thế nào ở đâu, cho các bé cho nó cụ thể rõ ràng. Mong cả nhà mình cũng nén lòng đợi mình ha. À rồi, nói về mà cái thức ăn hạt cả nhà mình ha. Thức ăn hạt này thì là mình là được công ty bán cho mình là với giá tài trợ nha cả nhà mình ha, với giá cứu hộ chó mèo. Thì mong cả nhà mình là mua thức ăn hạt cho các bé, đừng có so sánh cái giá của mình mua dùm tội nghiệp công ty đang bị khiển trách nha cả nhà mình ha. Bù lại còn có chút xíu cả nhà mình. Bố con bé này là khó chữa nha. Bé kia chữa được cả nhà mình. Cục bú này là cứu được nè. Theo như mình thì biết là cục bú này là chắc là bú hiền nè. Còn cục bú này là chắc là bú ác tính nè. Bú này bú ác tính nè. Cái này là mình dự đoán thôi cả nhà mình ha. Vậy là chưa ngon lắm rồi cả nhà mình, ngon nhất hồi đó giờ rồi đó. Trời trời, thau này mình mới mua cả nhà mình ha, mới mua một mớ thau. Cái này là mới mua cả nhà mình, mới mua ngày hôm qua 2 triệu hôm qua đó. Mà hôm nay giờ ăn gì là ngon á hả? Dạ ngon lắm, hôm nay anh coi nó ăn thấy ngon lắm. Sao anh thấy ít thịt quá, vậy mà kêu ngon nhấm lắm rồi cả nhà mình. Ngon dữ lắm rồi đó anh. Thịt nó xay ra hết rồi anh ơi. Xay ra nhỏ nhỏ rồi. Rồi bây giờ như vậy là anh đi chị hô phân phần như vậy là xong rồi cả nhà mình ha. Thì rất là may mắn mình đi mua thêm một mớ thau, chứ không thôi là mấy có thau bự là đâm ra là tụi nó ăn chung, đứa nào lắm lớn được thì mạnh là lớn được ăn nhiều, đứa không ăn ít, không có khá như không có đủ thau cả nhà mình ha. Thì đó là chia ra hết được như đây. Còn ở trên bàn thì anh với chị nói là để dành cho ai? Để cho mấy con nhỏ đó. À trên đây là trên đây là hôm nay thì có được thau của mình đem tới rồi phân ra để dành cho mấy bé nhỏ, mấy mù rồi yếu dành không lắng không kịp á thì để trên đây. Còn ở dưới này là những bé bình thường. Rồi cho xuống đi. Trời ơi trời, mình chưa thấy đàn chó nào mà ăn kiểu này luôn á cả nhà mình. Chưa bao giờ thấy đàn chó nào ăn gì. Trời ơi. Chưa thấy đàn nào mà ăn gì. Chị né cho khán giả coi chút xíu. Trời ơi ăn gì trời. Trời ơi cái nào. Không. Trời ơi. Như vậy là hô cái cử cơm hôm nay vậy là ngon lắm rồi cả nhà mình. Còn ăn kìa. Trời ơi. Không đủ thau mà rất là hên là mình mua thêm một mớ cả nhà ha. Hôm qua mình có gọi điện mình hỏi thau quá. Mua thêm được mấy chục cái á, không đủ chia. Mai chiều á chị sẽ cho mỗi một đứa một thau nhé. Ha, chị cho mỗi đứa một thau rồi, ví dụ như hôm nay cho ăn gốc nhóm này ăn trước, bắt đầu là hồi chị nói chung là chị cho ăn, đừng có ăn chung kiểu này. Ngon bé một thau em sẽ mua thau thêm. Em sẽ mua một mớ thau thứ này nè, thêm rồi cho đủ là mấy chục cái mỗi đứa một thau, đừng có ăn chung vậy.
Trời ơi trời. Trời ơi, bữa nay được một bữa cho căng bụng luôn rồi. Cái bàn này nhỏ quá, mai chiều mình sẽ xây một làm một cái góc nào cho các bé đứng ăn chứ đừng có để vậy lỡ nó ăn xong nó té. Alo. Trời ơi. Có phải là cả nhà mình là chưa bao giờ thấy đàn chó nào mà ăn mà kiểu háo ăn kiểu này đúng không cả nhà mình? Quá trời luôn, không tả nổi. Táp bầm 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 luôn chứ không có ăn ấy nữa. Còn cái nhà mình thấy mấy bé nhà mình ăn trời nó đếm hột, nó ăn một cơm mà nó đếm coi nó lụm vô lần mấy hột á. Mấy bé nhà mình á mà cơm nó còn lừa ra, nó lấy mũi nó hất ra nó lừa. Ăn vô miếng coi đếm mấy hột, còn đây nó táp. Trời ơi trời. Em Mạnh Thường Quân á, nhờ em nói với chị á là một ngày á, bây giờ là có gạo rồi, có thức ăn rồi nha, có gạo thức ăn là đầy đủ hết nhiều rất là nhiều. Thì Mạnh Thường Quân muốn cho anh với chị là cho các bé ăn một ngày hai lần ha, buổi sáng một lần, buổi chiều một lần ha. Thí dụ buổi sáng bữa nào mà bận quá thì cho các bé ăn hạt đỡ, nhưng mà cho ăn hạt là phải để nước cho nhiều nha chị nha, để nước tùm lum góc luôn cho nhiều, rồi buổi chiều cho ăn cơm vậy đó. Với lại có thêm cái này nữa, bây giờ là có một Mạnh Thường Quân muốn tặng cho mình cái máy làm cám, cái máy làm hạt á. Nhưng mà điện của mình mạnh không à, điện ở đây mình mạnh mới được nha, yếu là không xài được á. Để cái đó mình coi lại. Trời ơi sạch bách cả nhà mình, sạch bách rồi nè. Trời ơi trời. Mai chiều là mỗi một bé một thao cho chị nha. Anh nhỏ này anh đi lượm vòng vòng nữa, cái thao cao quá ăn không được. Hy vọng rằng anh chị bồi dưỡng cho các bé là trong vòng 5 ngày 10 ngày nửa tháng gì là các bé sẽ mập mạp ra có da có thịt lại cho chị nha. Ráng nha, ráng cực khổ bồi dưỡng các bé nha, giờ gạo mình có nhiều rồi. Rồi mình xin nhắc cái nhà mình lại ha. Tất cả những Mạnh Thường Quân mình đóng góp ủng hộ vô thì là để cho mình là sắp xếp đâu đó đàng hoàng hết, coi như là mình ghi tên ra hết rồi, đâu đó hết rồi, mình mua cái gì bao nhiêu mình khấu trừ ra hết rồi mình sẽ thông báo với cả nhà mình ha. Chứ còn bây giờ là tạm thời là mình chưa có nói được một cái gì cái nhà mình ha. Bây giờ mình nếu mà nói ra thì là một người thì đã đọc, mình đọc ra rồi, người chưa đọc rồi mai chiều đọc tới đọc lui rất là lộn. Thì Mạnh Thường Quân ủng hộ vô 62 bé nhà nhịn đói này rất là nhiều cho cả nhà mình ha, rất là mừng. Bên nhà mình giùm được không, rồi bữa nào mình đi rồi mình cầm lên. Trời ơi. Dạ rồi. Mình xin lỗi cả nhà mình ha. Thì thật sự là hôm nay là clip hôm nay của mình là cả nhà mình là yêu mến các bé rất là nhiều luôn. Thì mình nói thiệt cả nhà mình ha, sáng ngày mình mở máy ra một cái nhà mình nhận cuộc gọi và tin nhắn cả nhà mình không biết bao nhiêu, mà mình cũng không biết làm sao mà sắp xếp cho nó gọn được luôn á. Tới giờ là 11 giờ trưa rồi mà các bé mình đang đến quay các bé ăn nè, mà tin nhắn và điện cuộc gọi cả nhà mình rất là nhiều luôn. Có nhiều khi mình không nghe kịp hay là mình sơ sót, mong cả nhà mình thông cảm ha. Không phải là mình nghe người này mình bỏ người kia, mà người kia nghe bỏ người nọ. Có nhiều khi cả nhà mình gọi đang kẹt máy á, hay hoặc là mình gọi mình mà không được, mình đang chạy xe, mong cả nhà mình thông cảm ha. Có một cái điều này mong cả nhà mình cũng nhiều khi thông cảm ha. Thấy chị cầm các bé lên cho ăn á, bằng một tay thôi, có là nắm một tay thôi. Là vì chị cho biết á, là chị anh cho biết là cái tay của chị anh bị té gãy tay, đâm ra là cái cánh tay trái của chị anh là không có cầm được hết cả nhà mình ha. Đâm ra là thấy vậy chứ mà không phải là chị anh cầm các bé một chân, nhưng mà chẳng qua là tay trái của chị anh nắm các bé không có nổi.
đâm ra là chị nắm như vậy thôi, cũng mình xin mà nãy mình thấy mình hỏi thì chị mới giải thích vậy mình mới hiểu cái nhà mình ha, cũng mong cả nhà mình thông cảm. Chứ nhiều khi thấy cái nhà mình là cô thấy sao chị xách các bé con tay á, thì thật sự ra cái tay trái của chị anh bị gãy và đứt gân nha cả nhà mình. À bây giờ có một điều như thế này ha cả nhà mình ha, các bé ăn đã hết cơm luôn, hết thao sạch sẽ luôn, bao nhiêu chồng luôn mà các bé hầu như vẫn còn bu vô, mình cảm giác như các bé còn ăn nữa được hay sao á. Nếu mà giờ còn ăn nữa được thì giờ mình cho ăn hạt, cho ăn mình nói rồi cho ăn thả cửa luôn cho các bé, bồi dưỡng các bé rồi. Ôi ôi lắm. À chị. Chị khui hạt của em hoặc là hạt của chị mua vậy đó. Chị lấy 5 7 bịch, chục bịch cho các bé ăn thêm nữa đi chị. Em thấy còn đói, em thấy đâu tội nghiệp quá. Cho các bé ăn thêm nữa cả nhà mình ơi. Tại vì các bé ăn hết rồi mà để xuống có hai cái thau nhỏ các bé bu làm trong vòng phải nói là 30 giây chưa được nữa, sạch sẽ nữa. Bây giờ giờ là nhiều dữ lắm rồi cả nhà mình ha, nhiều cơm và chị nói là hôm nay là nhiều thịt, nhiều đồ ăn dữ lắm rồi đó, mà các bé ăn vậy là cái sức các bé còn ăn nữa thì mình cho các bé tẩm bổ luôn bữa cho đã luôn, để cho các bé ăn ăn thêm một tí hạt nữa rồi cả nhà coi ăn. Trời ơi, từ từ con lên trên đó là ai mà giành được mà ăn à. Dạ, nó giành, nó sợ, phải giành, nó sợ. Chưa có đủ luôn, chưa có thả ga nữa, nói chung là nếu mà thả ga là chưa thả ga. Sao lâu nay cho anh chị nó vậy mà không chịu kêu gọi mạnh phụ mạnh quân rồi phụ cho anh chị để vậy thì các bé trời ơi. Quá trời, ăn hết rồi mà giờ còn vậy đó cả nhà mình. Đói gì đâu mà đói, đói dữ lắm, đói luôn rồi đó. Mình đói mình không tả được luôn á. Ở nhà mình thấy ăn quá trời luôn rồi đó. Mà bây giờ mình thấy các bé còn bu, mình kêu đề nghị cho ăn miếng hạt thử mà. Trời ơi, coi kìa. Anh lấy thêm cho các bé ăn giùm em, anh lấy hạt của anh cũng được, của em cũng được, hạt nào cũng được. Chị ơi, dạ. chị lấy cái thau hạt cho giùm em đi. Thôi không không cho nữa, nhiều quá, no quá. No quá chết. Rồi bây giờ để nước cho uống nha chị ha. Dạ. Các bé còn, có nghĩa là các bé còn ăn nữa nha cả nhà mình. Còn ăn nữa bao nhiêu cũng được á, nhưng mà bây giờ mình không dám cho ăn nữa tại vì cơm cũng quá nhiều rồi. Mà hạt cũng vô cũng quá nhiều nữa rồi, đâm ra bây giờ là uống nước vô nữa rồi các bé. Coi như là hôm nay được một cử quá ngon đó cả nhà mình, rồi các bé háo ăn kiểu này là các bé sẽ mệt á. Đem ra là mình đem lên giờ không đồ, vẫn còn đòi đi theo cả nhà thấy không, nhưng mà không cho nữa.
Chị Nguyễn Thị Nguyệt gửi cho anh chị là 4.750.000, kêu em mua cho các bé là 5 bao thức ăn, thì em đã chở 5 bao thức ăn tới cho anh chị rồi ha. Còn 2 triệu tiền mặt là chị Nguyễn Thị Nguyệt này là muốn gửi cho anh chị, cũng như là cho anh chị, đưa cho anh chị để cho các bé ăn một bữa ngon và bầu dưỡng cho anh chị luôn, chứ không phải là các bé không. Coi như là 2 triệu tiền mặt này đó là gửi cho anh chị nè. Rồi anh chị đếm em đúng 2 triệu không? Dạ. Rồi coi như là chị Nguyễn Thị Nguyệt này là nhờ em nhắn lại với anh chị là nuôi các bé chăm sóc cho tốt ha, coi như là cho các bé ăn cho no cho ngon vô. Thì hôm nay em đến đây á là 1/1 của chị Nguyễn Thị Nguyệt này thôi. Tất cả còn lại của Mạnh Thường Quân rất là nhiều, thì nói chung là em chưa có thống kê sổ lại được, chưa có cộng lại được hết. Thì ngày mai em sẽ đến một lần nữa ha, thì bắt đầu là em sẽ về là em làm sổ làm sách lại đàng hoàng hết tên của Mạnh Thường Quân nào ủng hộ bao nhiêu yêu. Rồi bắt đầu là em tới rồi em sẽ như là coi lại là chia ra giống như là tiền thuốc là sau này mình sử dụng hay là tiền chích ngừa hay là tiền tất cả như thế nào, em sẽ tính toán lại làm theo ý của Mạnh Thường Quân hết, chứ không phải là gửi hết tiền mặt cho anh chị hết ha. Thì Mạnh Thường Quân trên mọi miền đất nước muốn anh chị là cho các bé ăn một ngày 2 cử ha, là chị bồi dưỡng cho các bé ăn cử ăn và bồi dưỡng cho anh chị lại đó. Rồi số tiền còn lại như thế nào, Mạnh Thường Quân như thế nào là em sẽ đến đây rồi một ngày mai hoặc ngày mốt gì đó em sẽ đến một lần nữa, rồi em sẽ công khai ra hết như là những cái Mạnh Thường Quân ủng hộ cho anh chị ha. Rồi vậy thì em xin chào anh chị ha, ngày mai hoặc ngày mốt em tới rồi em sẽ công khai hết cái số tiền, hay hoặc là em sẽ làm một cái gì trong tổng số tiền của Mạnh Thường Quân người ta dặn em nữa, chứ không phải là gửi về là mình làm làm theo ý Mạnh Thường Quân nữa ha. Dạ rồi. Dạ thưa, cho em xin gửi lời chúc Mạnh Thường Quân mạnh khỏe dồi dào sức khỏe, cái gì cũng giúp đỡ cho chúng em. Thì em gửi lời chúc tất cả Mạnh Thường Quân, anh chị cô bác đồ trong nước ngoài nước đồ giúp đỡ cho chúng em rất cảm ơn nhiều lắm, em rất cảm ơn chân thành, rất cảm ơn nhiều. Dạ rồi. Rồi vậy mình xin khép clip lại nha cả nhà mình ha. Cuối clip xin chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe nha. Ngày mai mình bận quá nha cả nhà mình ha. Ngày mốt mình sẽ quay lại, mình sẽ sắp xếp hết, mình thống kê hết rồi mình sẽ thông báo cả nhà mình ha. Mong cả nhà mình ráng đợi mình nha cả nhà ha.